gì của em nữa nãy giờ? Em không? Không. Khỏe sốt. Có chị ba. Nắm bây giờ. Đắp không? Nắm không? Đắp không? Ừ. Xin báo cáo với gia đình là khúc này mấy con heo nó giành lộn. Ok. Giành lộn. Bây giờ thằng Di nè, mày làm mày nói nãy giờ không tin tưởng mà đế nè, tin tưởng Di nè. Giờ Di nói đi, là có ăn đụng hay không? Anh là... Mày là ông cha đó. Mày nói láo chúa cắt lưỡi mày nè. Chúa cầm cái kéo cắt lưỡi mày nè. Thì bây giờ nói đi. Mà tới ăn đây, mà tới đây ăn đây. Đây, là xạo hả? Xạo rồi. Di ăn ba ăn cụt, Hương ăn cụt. Xạo. Chờ cái đó đi.
của sản phẩm.